Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Bu Channel và mình là Bu đây. Hôm nay Bu sẽ giới thiệu cho mọi người một cái giải pháp mà khi chúng ta bị nhiễm virus, nhiễm malware hay là nhiễm spyware thì lúc đó chúng ta phải làm gì thì Bu sẽ giới thiệu cho mọi người một cái giải pháp mà chỉ cần một cú lít chuột thì nó sẽ giải quyết được mọi vấn đề khi mà mọi người bị infect kiểu đó thì ok Theo dõi video của Bu đến cuối cùng và đầu tiên thì chúng ta hãy xem intro xong chúng ta sẽ bắt đầu nhé. và bu muốn giới thiệu cho mọi người một cái phần mềm gọi là Tron Script thì cái Tron Script này nó vẫn chưa có quá nổi tiếng đâu thì thực sự ra những anh em trong nghề thì người ta mới biết được cái phần mềm này và cái giải pháp này thì ở đây là một cái script được được Tron viết ra và nó được phát triển dần 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 theo năm tháng rồi thì hiện tại Tron đã có cái version là 12.0.4 vừa mới ra mắt vào ngày 23 tháng 10 năm 2022 có nghĩa là một, một tháng uh, trước đây thì cái giải pháp này nó là một cái giải pháp tổng thể nó không những là diệt uh, virus chúng ta, diệt malware chúng ta, diệt cả spyware chúng ta mà nó là giống như là một cái giải pháp về Uh, maintenance vậy một giải pháp về bảo trì bảo dưỡng vậy thì nó sẽ tạo cho ta những cái tool nó tạo nó sẽ làm sẵn cho chúng ta những cái strip uh, hoặc là nó sẽ có những cái phần của uh, antivirus của những cái hãng nổi tiếng như Kaspersky hay là của uh, nhà McAfee hay là những cái giải pháp cho chúng ta về update từ Microsoft và những cái gói vá lỗi thì ok để bu hướng dẫn cho mọi người cái cách mà mọi người dùng cái phần mềm trong script này ha thì cái trong script này nó được uh, public trên cái Reddit thì cái Reddit này nó sẽ uh, Bu sẽ để cái đường link nằm ở phía dưới phần mô tả và mọi người chỉ cần click vào đường link thì sẽ mở ra được cái page giống như vậy thì để download cái version mới nhất này thì ở, mọi người scroll down xuống phía dưới này thì nó sẽ có một cái đường link thì cái đường link này mọi người có thể chọn download ở những cái server nào mà mọi người uh, thấy gần mình và thấy cảm giác ok thì Bu sẽ download thử cho mọi người nhé thì Bu sẽ vào cái link này thì khi mà cái link này có thì chúng ta sẽ download cái phần mềm Tron này với cái dung lượng là 504 MB thì cái phần mềm Tron này nó sẽ khi được cài đặt và nó sẽ dùng uh, toàn bộ những cái uh, cái cái AI của nó để nó quét qua cái máy tính của chúng ta để nó tìm hiểu cái máy tính chúng ta đang bị dính cái gì nhiễm cái gì và nó repair sẵn những cái tool cho chúng ta mà chúng ta chỉ cần một cú lít chuột là chúng ta có thể giải quyết được vấn đề của chúng ta từ việc update từ việc uh, virus từ việc malware uh, vân vân và vân vân Nói chung là à, nó sẽ giải quyết được mọi vấn đề của mọi người. Ok vậy thì bu vừa mới download ở một cái gói là 500 MB về từ cái phần mềm Tron này ha và bây giờ chúng ta sẽ kích vào để cài đặt nó. Thì à, bu luôn muốn hướng mọi người đến một cái việc gọi là dùng máy tính an toàn như thế nào. À, để cho cái 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 PC của mình nó luôn nằm ở một cái trạng thái gọi là được bảo vệ chứ không phải là chúng ta cứ dùng máy tính rồi đến một cái ngày mà chúng ta cứ phải giật à, mình là tới lúc đó chúng ta không còn cứu chữa được cái máy tính của chúng ta. Đây thì sau khi lít cài đặt thì thằng con này nó sẽ uh, bung ra và nó sẽ bắt đầu tiến hành download nè, nó tiến hành uh, bắt đầu đó nó đau những cái tool mọi người có nhìn kịp không? nó đau những cái tool về nó đau những cái uh, bộ update về để nó đưa vào máy tính của chúng ta để chúng ta có thể dùng được cái uh, phần mềm này và nó cũng thể chúng ta sẽ uh, mở một cái thư mục ra thì chúng ta sẽ có thể uh, có những cái upload download có sẵn những cái đồ mà chúng ta cần dùng thì hồi nãy bu sẽ đau vào uh, cái ổ uh, nó là ổ download ha đây ổ download này tròn ha, phần mềm tròn ha thì nó sẽ tiến hành chạy thì mọi người chờ một tí xíu sau khi nó chạy xong thì nó sẽ cho chúng ta một cái kết quả thì cái file này nó nằm ở đâu thì nó sẽ tạo một cái một cái thư mục nằm ở đó, nó tên là Tron này mọi người ha. Đây nó sẽ tạo một cái thư mục tên là Tron. Thì vào trong Tron này chúng ta sẽ có cái gì? Đó, chúng ta sẽ có Tron.bat nè, à, cái instruction này instruction này mọi người có thể vào đây đọc mọi người nha. Thì chúng ta sẽ đọc để chúng ta hiểu được nó sẽ làm gì trên cái uh, máy tính của chúng ta. Đó, đây, ở đây nó sẽ có những cái content, những cái summary, comment line và license cũng giống như là contact info và Script, cũng có như code nè, strip interrupt nè, hoặc là send a post nè. Ok thì nó nó chung có rất là nhiều cái để mọi người đọc thì mọi người sau khi install e này vào thì mọi người tiến hành vào đây để mà đọc cái này ha. Thì đây cái thư mục tròn rồi rồi thì trong cái thư mục tròn này sẽ có một cái phần gọi là resource. Thì trong cái resource này nó đã tạo sẵn cho mọi người những cái state để mọi người có thể tiến hành thì bu sẽ sắp xếp cái này lại theo cái 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 thứ tự alphabet để cho mọi người dễ nhìn ha. À, đây, bu sẽ sort cái alphabet ha, sort đây. Sort theo name đây. Thì nó sẽ đi nè, từ step không nè cho đến step 1, step 2, step 3, step 4 thì chúng ta sẽ cần làm theo cái thằng này là ok. đến step 8, step 9. Thì cái step không nó sẽ có cái gì nó Có những cái phần repair như là backup registry nè, check update nè, đó mọi người thấy chưa? Nó làm tất tần tật cho chúng ta. À, mọi thứ đây ví dụ như chúng ta muốn backup địa chi thì chúng ta sẽ nhấn vào đây là xong đó hoặc là chúng ta sẽ nhấn chọn cái này đó auto backup thì double click vào nó sẽ auto backup cái này và chúng ta chỉ chọn ok và nó sẽ tiến hành backup cho chúng ta đó đây là một cái script rất là hay của thằng tron nó viết ra thì ở đây chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ ở trong đây ví dụ tiếp tục nha chúng ta sẽ vào có thằng uh, deploy nữa nè chúng ta deploy được cả cái uh, customize cái deploy mà chúng ta dùng uh, như one remove là move in hoặc là OEM những cái phần mềm OEM thì nó sẽ uh, update những cái suột ví dụ one remove nào thì bu có những cái video để hướng dẫn cho mọi người cái one remove rồi thì máy tính của bu đã remove cái one rồi thì mọi người có thể dùng cái tool này để mà dùng nó ví dụ như cái thằng này ví dụ như là trong đây nó sẽ có những phần antivirus nào ví dụ của show Sofo virus nào hoặc là Kaspersky virus này thì nó sẽ có những cái tool và cái tool này chúng ta chỉ cần kích vào để chạy hoặc là chúng ta sẽ có thể chạy bằng một cú lít chuột có nghĩa là chạy bằng cái 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 step 3 này thì mọi người cứ theo step từng step một mà tiến hành chạy thôi. Ví dụ như Bu sẽ cho chạy cái step 3 này để quét virus chẳng hạn thì nó sẽ uh, bắt đầu clone cái job này, install malware này, anti malware này hoặc là uh, nó sẽ uh, là dùng cái chương trình uh, virus đó nó sẽ chọn những cái 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 nào gọi là chuẩn nhất thì cái 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 Manware này bu cũng hay giới thiệu với mọi người là cái uh, Manwareby này là một cái phần mềm để mà diệt manware hay nhất trên thế giới hiện nay thì chúng ta sẽ uh, được cái thằng tròn này nó viết sẵn script và nó sẽ để sẵn cho chúng ta và chúng ta chỉ cần double click vào là chúng ta có thể uh, uh, tự động cài đặt, tự động cho nó bật lên cái chế độ đó, chúng ta không cần phải tìm kiếm ở đâu cả và cũng có thể là mọi người khi mà tìm kiếm á nó sẽ có những cái đường link ẩn, nó sẽ làm cho chúng ta bị những cái cái link mà nó 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 đã được ép những cái 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 cái, cái con backdoor nằm phía sau thì khi mà mọi người click vào á thì mọi người sẽ đau một cái phần mềm bị sai thì ở đây nó sẽ cài cho chúng ta rất là dễ dàng ví dụ như ở đây nè sau khi nó cài malware xong nó sẽ tiến hành cài Kaspersky tool cho chúng ta đó mọi người thấy chưa thì cái cho script này khá là hay rất hy vọng là mọi người sẽ dùng cái strong script chung với bu và mọi người sẽ hiểu được cái những gì bu nói nếu như mọi người không hiểu thì cứ comment bên dưới để cho bu giải thích cho mọi người hoặc là bu có thể làm thêm video để giải thích rõ hơn về một cái tool nào đó giống như tool tron này chẳng hạn thì thời lượng video là có hạn nên thành ra là bu sẽ nói thuộc dạng là cơ bản nhất để cho mọi người nắm được thì cái phần mềm này nó làm gì cái script này nó làm gì thì đây là một cái file script part để nó viết sẵn và mọi người thấy ông bu vừa Uh, kích vào cái file pass ở cái state tree thì là nó sẽ tiến hành cài những cái malware những cái antivirus để nó sẽ uh, cho máy tính của chúng ta sẽ được bật được scan. Đây, nó đã là nó đã được bật cái chế độ scan rồi. Rồi, trong lúc nó scan thì chúng ta sẽ tiếp tục review tiếp những cái uh, stay kế tiếp mọi người nha. Thì bu mở nhỏ là cho mọi người có thể theo dõi bên đây với nó bên kia ha. Rồi, mọi người up ra ha thì sau cái stay này thì mọi người sẽ có những cái stay như là repair thì cái repair này là gì repair hệ thống repair nó sẽ disable những cái window telemetry telemetry ha hoặc là repair cái file extension đó nó làm nó có nghĩa là nó sẽ có những cái tool nó viết sẵn và mọi người chỉ cần double click vào thì như cái tiêu đề của video này bu đã nói với mọi người thì chỉ cần một cú click chuột là mọi người có thể remove được cái virus thì ở trong đây ngoài cái việc remove virus là một cú click chuột nó có thể là uh, cập nhật được những cái bản virus sos có nghĩa là cái bản mà offline có nghĩa là những cái uh, phần mềm mà bản vá của microsoft đó, nó sẽ được đao về offline nó bỏ trong này và chúng ta chỉ cần double vào là chúng ta sẽ có thể uh, lấy được những cái phần này thì đây là cái phần instruction để mà load cái bản VWSOS offline này thì mọi người muốn hiểu thêm cái phần download offline này thì mọi người sẽ đọc thêm cái tài liệu này nha mọi người còn nếu như bình thường thì chúng ta rất là đơn giản chúng ta chỉ cần dùng một cái comment chúng ta double click vào là chúng ta có thể giải quyết được vấn đề của chúng ta thì ở stage 5 là những cái patch là những cái bản vá rồi xong ở stage 6 là những cái optimize optimize là defrag cái ổ cứng nè, ví dụ nó defrag là nó chống phân mảnh cái ổ cứng của chúng ta, ví dụ như ổ nó chống phân mảnh ổ C, OC, ổ OD cho chúng ta và nó làm tự động cho chúng ta mọi người ha. Tiếp tục là ở cái stay 7 nó sẽ làm gì wrap up. Đó, nó wrap up cho cái 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 cái, cái những cái email report những cái nói chung là nó sẽ uh, tiến hành những cái uh, gọi là tự động mà chúng ta không cần phải làm quá nhiều, chúng ta không cần phải biết quá nhiều. Rồi cái custom script thì mọi người có thể vào cái tròn này, chúng ta có thể custom cái file path để mà chúng ta uh, uh, chạy cho những cái phần mà chúng ta có được quyền yêu cầu, được quyền làm. Đây mọi người thấy chưa? Cái 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 malware nó được chạy trong máy tính của chúng ta và nó được kích hoạt để mà uh, quét cho cái máy tính của chúng ta như thế nào? Uh, nó ẩn ở phía trong. Đây malware nó đã chạy rồi này mọi người thấy không? Đây cái phần mềm malware và cái 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 casper key nó cũng đã được quét ẩn ở phía trong để mà nó đảm bảo cho mọi cái hoạt động của chúng ta được an toàn thì cái menu tool này cũng vậy menu tool này là chúng ta sẽ có những cái tool gì có tool cleaner nè những cái auto run tool nè à, đó mọi người thấy nhiều tool chưa cái combo fix nè ở set mode nè rồi blue screen view nè đó mọi người thấy chưa remote support reboot config nè hoặc là service repair nè rồi Tron Reset Tool, Đó, mọi người thấy chưa? Rất nhiều cái tool nó được được bỏ sẵn trong này, chúng ta chỉ cần một cú lít chuột là chúng ta có thể đảm bảo cái máy tính chúng ta an toàn. Ok, vậy thì uh, bu kết thúc cái video tại đây về việc giới thiệu cho mọi người một cái phần mềm Tron nó có thể giải quyết cho chúng ta cái vấn đề khi chúng ta bị nhiễm virus, bị nhiễm malware, chúng ta chỉ cần một cú lít chuột là có thể giải quyết được vấn đề của chúng ta. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và đừng quên like, share video cho bu nhé. Cảm ơn mọi người và bye bye. Mọi người.